VFF ra quyết định khẩn về tương lai của huấn luyện viên Gong Ki-hyun, người hâm mộ sung sướng tột cùng. Vì mua vé máy bay rất khó khăn nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải chia thành hai nhóm để về nước sau khi kết thúc hành trình tại tứ kết giải U23 châu Á 2022. Nhóm đầu tiên sẽ chia tay thủ đô của Uzbekistan vào chiều ngày 13 tháng 6, quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 6. Nhóm thứ hai về muộn hơn vào sáng ngày 14 tháng 6, cũng quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 15 giờ 20 ngày 15 tháng 6. Tuy nhiên, theo đề nghị của ông Gong Ki-hyun, VFF cũng đã mua vé máy bay để ông Gong trở về Hàn Quốc ngày 16 tháng 6. Được biết, công việc của ông Gong Ki-hyun cũng không còn trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam. Theo nội dung bản hợp đồng được ký với VFF, ông Gong sẽ nắm U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á và U21 dự ASEAN 2022 vào tháng 9. Thế nhưng thật đáng tiếc là ASEAN 19 đã bị hoãn nên giải U23 châu Á 2022 cũng là giải đấu đầu tiên và là cuối cùng của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì nhận được sự cổ vũ, đồng hành của khán giả Việt Nam, ông nói. Sau những diễn biến trên thì người hâm mộ đang cực kỳ quan tâm tới tương lai của ông Gong. Dư luận đã đặt vấn đề và đặt câu hỏi lớn cho VFF là có tiếp tục chọn ông Gong làm đối tác trong kỳ SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm 2023 hay không. Các cổ động viên đều bày tỏ quan điểm muốn huấn luyện viên Gong Ki-hyun ở lại. Sau những gì U23 Việt Nam đã trình diễn, người hâm mộ cực kỳ tin tưởng và dành sự yêu quý cho ông Gong Ki-hyun. VFF nên giữ ông ấy lại. Rất khó để tìm được một huấn luyện viên như ông ấy, anh Phan Bá Việt bình luận. Ông Gong rất giỏi, tôi rất thích lối đá về tấn công của ông ấy. U23 Việt Nam đã tiến bộ lớn hơn rất nhiều, tôi hy vọng ông ấy có thể ở lại làm việc cho chúng ta. Hay là anh Ngô Thế Tài chia sẻ, không thể để ông Gong đi được, ông ấy mới chỉ có thay thế được ông Park. Việt Nam đang đá tấn công hay, người hâm mộ xem 4 trận chưa đã. Rõ ràng người hâm mộ đang dành cho ông Gong một sự yêu mến đặc biệt dù ông mới chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam trong 4 trận đấu chính thức. Không để người hâm mộ và các cầu thủ phải đồn đoán và lo lắng thêm, VFF trong ngày hôm nay đã có những quyết định khẩn trương về tương lai của ông Gong. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã lên tiếng cho biết, trong thời gian tới, huấn luyện viên Gong Ki-hyun sẽ hoàn tất khóa học huấn luyện viên pro tại Hàn Quốc, sau đó trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. ASEAN 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam phục vụ SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Ông Lê Hoài Anh nói thêm. Tổng thư ký VFF cũng cho biết sau khi huấn luyện viên Gong Ki-hyun trở lại công việc tại Việt Nam, VFF và ông Gong sẽ có một buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả tại Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam, giúp cho đội tuyển và những lứa kế cận tiếp theo có những sự chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai. Như vậy, ông Gong thì không hề và cũng không hẳn về Hàn Quốc như tin đồn. Ít ngày tới thì ông sẽ quay trở lại Việt Nam và nhất định sẽ có những trao đổi về hợp đồng dẫn dắt U23 Việt Nam. Người hâm mộ nghe xong thông báo này thì đã có một cái thở phào nhẹ nhõm. Tôi rất vui khi mà huấn luyện viên Gong Ki-hyun quay trở lại. U23 Việt Nam rất cần ông ấy. Người hâm mộ cũng quý tính cách của ông ấy. Một người hâm mộ mừng rỡ khi mà biết ông Gong sẽ quay trở lại. Các cổ động viên thì có thể yên tâm về việc VFF sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với Gong Ki-hyun. Khi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung, phó chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng đã bày tỏ quan điểm giữ chân là ông Gong. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho hay, tuy mới làm việc tại Việt Nam nhưng phải thừa nhận ông Gong Ki-hyun đã có những hành động cũng như là những bước thành công đầu tiên đối với U23 Việt Nam, đáp ứng được sự trông chờ của khán giả Việt Nam. Lối chơi mà ông áp dụng cho U23 Việt Nam tỏ ra rất phù hợp với lứa cầu thủ trẻ hiện đại. Hiện tại, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết giải U23 châu Á 2022 không thể coi là thất bại. Tôi vẫn đánh giá rất cao năng lực của huấn luyện viên Gong Ki-hyun. Huấn luyện viên sinh năm 1974 này thì cũng đã tạo ấn tượng tốt về khả năng sư phạm, bầu nhiệt huyết và trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Tìm một huấn luyện viên giỏi rất khó nên khi VFF đã có được một huấn luyện viên như ông Gong Ki-hyun thì phải chăng là nên tiếp tục đồng hành cùng với ông ấy? Hãy cho huấn luyện viên này thời gian và tôi tin ông Gong sẽ làm tốt hơn. Thành quả bước đầu mà ông Gong tạo ra gây dựng được khiến chúng ta có được niềm tin lớn vào những việc ông ấy đã làm. Nên gia hạn hợp đồng để cho ông Gong Ki-hyun chuẩn bị tốt hơn cho U23 Việt Nam trong những mục tiêu lớn hơn của năm 2023. Như vậy thì người hâm mộ có thể yên tâm rằng một năm tới chúng ta vẫn sẽ thấy ông Gong Ki-hyun dẫn dắt U23 Việt Nam. Liệu U23 Việt Nam này đang trên con đường hoàn thiện lối đá, ông Gong mới chỉ đặt những viên gạch đầu tiên sau 4 trận đấu. Cùng nhìn lại những dấu ấn của ông Gong sau màn ra mắt cực kỳ thành công này thì chúng ta mới thấy VFF đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo trong giai đoạn đấu dẫn dắt U23 Việt Nam đã để lại cho người kế nhiệm Gong Ki-hyun một áp lực rất lớn. Thầy Park gần như đã tạo ra được một chuẩn mực
từ lối chơi cho tới tinh thần. Những người muốn thay đổi chuẩn mực ấy thì sẽ phải đối diện với hoài nghi cùng với rủi ro rất lớn. Huấn luyện viên Golovkin ngồi vào chiếc ghế nóng của Tay Park để lại sau SEA Games 31. Ông cũng phải chấp nhận một sự so sánh với người tiền nhiệm của mình. Mặc dù vậy, quyết tâm tạo ra việc thay đổi ở vị trí chiến lược gia sinh năm 1974 này vẫn đang thể hiện một cách rõ ràng. Thầy Gong thì muốn xây dựng một triều đại riêng của mình, không dập khuôn theo những công thức của thầy Park. Không có điều gì giải tỏa được những hoài nghi tốt hơn là thực tế. Nhưng những màn trình diễn ở 3 trận đấu trước của đối thủ Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ những việc thay đổi của huấn luyện viên. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Gong Ki-win thì luôn nhập cuộc với tâm thế chủ động, tích cực và hướng tới mục tiêu cao nhất là chiến thắng. Khác với thầy Park, người luôn đề cao sự an toàn và thận trọng, đội bóng của thầy Gong thì đã sẵn sàng dâng cao và chơi sòng phẳng trước mọi đối thủ. Điều này được thể hiện rõ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu lục, ngay cả trước một đối thủ được đánh giá trên tầm. Ông Gong Ki-win thì vẫn không thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình. Sự kiên cường và lì lợm của U23 Việt Nam, ngay cả khi bị dẫn trước thì cũng đã thật sự làm cho đối thủ là rối bời, khiến họ phải mắc sai lầm và dẫn tới bàn cân bằng tỷ số của Vũ Tiến Long. Sau trận đấu, thầy Gong đã có một cuộc họp báo lên tiếng xin lỗi vì không thể đánh bại Hàn Quốc. Đó là một phát biểu khắc họa rõ nét phong cách của nhà cầm quân này và tinh thần ông muốn truyền tải tới các học trò. Đá ra sân phải hướng tới chiến thắng, bất kể đối thủ là ai. Một trong những đặc điểm huấn luyện viên Gong Ki-win làm nhiều người bất ngờ chính là cách sử dụng con người của vị chiến lược gia này. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã thay đổi vị trí của rất nhiều cầu thủ, đặt họ vào những vai trò mới và điều kỳ lạ. Hầu hết những sự xếp đặt này thì đều mang tới hiệu quả. Vũ Tiến Long, người ghi bàn thắng sau bàn mở tỷ số trận gặp U23 Hàn Quốc, vốn thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái sang SEA Games 31, được đẩy sang đá hậu vệ phải. Một trung vệ khác là Lương Duy Cương thì được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Bản đồ Thanh Nhân vốn là các hậu vệ biên phải thì tới vòng chung kết U23 châu Á lại được đẩy lên lối chơi là tiền đạo cánh trái. Những cầu thủ vốn đa năng như Nhâm Mạnh Dũng, Quang Nho thì cũng đã được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Các phương án nhân sự của thầy Gom thì đều đã mang đến được sự hiệu quả ở trong từng trận đấu cụ thể. Điều này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang rất là vững về điểm mạnh, điểm yếu của các học trò. Ông cũng đã từng thú nhận rằng ông đã mất khá nhiều thời gian chỉ để nhớ tên của từng cầu thủ. Việc nắm rõ chi tiết về lực lượng sau một thời gian ngắn và tiếp quản lực lượng đủ để chứng minh khả năng sắc sảo của thầy Gong. Chỉ có một vị tướng hiểu rõ về đoàn quân của mình thì mới có thể tự tin tuyệt đối về các quyết định nhân sự khi mà ra trận. Sự tự tin của thầy Gong được thể hiện trọn vẹn trong trận đấu cuối khi gặp U23 Malaysia. Đây là một trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải thắng để giành vé đi tiếp. Đứng trước áp lực rất lớn, chiến lược gia người Hàn Quốc, ông đã tạo ra tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và cuối cùng U23 Việt Nam vẫn có được thắng lợi cùng với tấm vé đi tiếp. Sau 3 trận đấu phong bảng, chỉ có duy nhất một cầu thủ U23 Việt Nam chưa được ra sân, đó chính là Đặng Tuấn Hưng. Đây cũng chỉ là một điểm khác biệt rất lớn với thầy Gong so với những người tiền nhiệm Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên thì luôn ưu tiên sử dụng một địa hình gồm những cái tên quen thuộc. So với vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã giành được nhiều điểm hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhưng cũng để thủng lưới nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều là không thực tế bởi U23 Việt Nam hiện tại không thể so sánh với lứa đàn anh, cùng với đó là một sự chuẩn bị còn hạn chế. Do vậy, những gì ông Gong và các học trò bước tới vòng tứ kết đã là một thành công rất lớn với chúng ta. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Ki-win, người hâm mộ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ còn vươn tới những tầm cao mới hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự trưởng thành của các cầu thủ trong những giải đấu tới.